Sáng nay, 20 tháng 3 năm 2020, ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tiếp công dân, tiếp thu thông tin phản ánh về giá thuê đất của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Thế Kỷ miền Nam. Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Thế Kỷ miền Nam nhận chuyển nhượng thuê đất dự án siêu thị điện máy Phan Khang từ năm 2019. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh siêu thị điện máy trên mặt bằng 2.412,5m² trên địa bàn phường 2, thành phố Tân An. Giá thuê đất tại thời điểm chuyển nhượng được thẩm định là 55 tỷ đồng, thời hạn thuê đến năm 2055. Công ty đồng ý thanh toán một lần với giá này. Tuy nhiên, sau đó, giá thuê đất được xác định lại theo giá thực tế là 69 tỷ đồng, vì vậy công ty đề nghị được định giá lại. Theo giải thích của các sở ngành liên quan như Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và Vật giá, giá cả có thể tăng giảm tùy theo thời điểm khác nhau. Khi định giá lại để chuyển nhượng mặt bằng cho thuê đất dự án siêu thị điện máy Phan Khang sang Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Thế Kỷ miền Nam, các ngành chức năng khi xây dựng giá mới có tham khảo giá thực tế về giá cho thuê đất thời điểm chuyển nhượng, có so sánh với các doanh nghiệp kinh doanh cùng loại sản phẩm, cùng ngành hàng, cùng địa bàn nội ô thành phố Tân An như siêu thị Copmark, Bách Hóa Xanh, Vinmart. Sau khi nghe nhà đầu tư và các sở ngành liên quan trình bày nội dung tiến trình chuyển nhượng và cho thuê đất tại siêu thị điện máy Tân An, ông Trần Văn Cần, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An kết luận việc thẩm định lại giá khi chuyển nhượng dự án từ chủ đầu tư này sang chủ đầu tư khác là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật. Các sở, các ngành chức năng thực hiện đúng trình tự thủ tục hồ sơ theo quy định về giá đất. Bản thân chủ đầu tư mới là Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tân Thế Kỷ miền Nam đã chấp nhận giá tại thời điểm chuyển nhượng. Sau thời gian hoạt động, nếu đơn vị gặp khó khăn, có thể kiến nghị khiếu nại bằng văn bản gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh theo trình tự thủ tục hành chính về đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành địa phương giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.